Trên hệ thống của chúng tôi có nhận được câu hỏi của khán giả Tô Văn Chính, số điện thoại là 0373, 3 số cuối là 475 đến từ Quảng Ninh, có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Xin hỏi chuyên gia, ao đã hút hết nước thì cần rắc vôi bột hay là hòa vôi vào nước để khử trùng ao thì sẽ hiệu quả hơn? Tác dụng của vôi bột sống và vôi bột ngâm trong nước thì loại nào tốt hơn? Vâng, xin chào khán giả Chính, xin chào bà con. Với cái ao mà chúng ta đã tát cạn rồi mà chúng ta cải tạo ao bằng cách là chúng ta bón vôi xuống dưới ao, đáy ao, thì thông thường thì đối với lại những cái ao mà dùng lâu năm rồi và dùng nhiều vụ rồi ấy, thì chúng ta có thể sử dụng vôi bột là cái vôi mà vôi nung chúng ta để tả ra, chúng ta không cần phải hòa tan mà chúng ta rắc luôn dưới đáy ao. Đấy là cái đối với lại cái vôi bột đấy ấy, là thì nó rất là tốt khi mà nó vừa có tác dụng cải tạo khử trùng cái đáy ao, vừa có tác dụng là ổn định cái pH ở dưới đáy ao. Đấy là cái vôi ở cái dạng là carbonat canxi, chính vì vậy mà nó có tác dụng diệt khử trùng rất là mạnh và nó không làm cho tăng cái pH ở dưới đáy ao một cách quá nhanh. Và cái thứ nữa là chúng nó cũng có tác dụng là để phân hủy các cái mùn bã hữu cơ ở dưới đáy ao, cũng như là hấp thu dưới tác dụng của hóa học thì chúng nó sẽ giải phóng các khí độc và nó cũng làm cho cái đáy ao nó sạch hơn. Thì người ta rắc vôi xuống dưới đáy ao, sau đấy người ta dùng bàn trang hoặc là dùng đòn gánh hoặc là dùng cuốc, người ta sẽ đảo đều giữa cái lớp bùn với lớp vôi lên thì nó có cái tác dụng diệt toàn bộ các cái chất độc ở dưới đáy ao của chúng ta. Còn đối với lại nung rồi chúng ta tôi gọi là vôi tôi đấy là carbon, thì thành phần của chúng là hydroxit carbon, thì nó có tác dụng cũng có tác dụng khử trùng nước và cũng có tác dụng là phân hủy các mùn bã hữu cơ cũng như hấp thu các khí độc. Nhưng tuy nhiên rằng là đối với lại là cái vôi tôi đấy thì nó sẽ có cái tác dụng là tăng nhanh cái pH, nó làm tác dụng dưới cái tính chất hóa học nó làm pH tăng nhanh. Thế chính vì vậy mà nếu mà đối với những cái ao mà chúng ta có cái pH phù hợp với lại nuôi rồi, ví dụ như là pH dưới đáy ao nó bằng 6,5 đến 7 rồi mà chúng ta lại bón cái vôi tôi đấy xuống thì nó sẽ làm tăng pH nhanh hơn và nó sẽ làm cho cái pH nó cao quá, có thể là vượt mức, vượt quá ngưỡng cho phép. Chính vì vậy mà trong nuôi trồng thủy sản thì thường là người ta sẽ sử dụng cái vôi nung để tả là tốt hơn rất nhiều. Còn chỉ trong trường hợp là cái ao mới cải tạo thì mới đào thì chúng ta có thể sử dụng vôi tôi, chúng ta té xuống, hòa tan chúng ta té xuống để mà tăng cái pH ở đáy ao lên, và chúng ta thực hiện cái phương pháp rửa chua. Còn trong cái quá trình nuôi thì nếu như mà trong trường hợp mà pH nó cũng ở nước, pH ở trong nước nó sẽ giảm xuống, do một cái lý do nào đó thì có thể pH nó xuống dưới 6 chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái vôi tôi để mà chúng ta hòa tan, chúng ta té đều, nó cũng có tác dụng tăng nhanh cái pH lên và tăng cái độ kiềm ở trong nước. Đặc biệt là đối với những cái ao mà chúng ta mới đào thì chúng ta cần phải có cái độ kiềm nó tương đối tốt để mà phục vụ cho các quá trình nuôi trồng thủy sản.